Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác và anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đón nhiều vận may bất ngờ, sự nghiệp hiển hách, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý ông bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thần đồng tiên tri hé lộ sự thật tuyệt vời, giúp tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, cực giàu có, đúng trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Vâng, thưa tín chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, người xưa có nói, khổ trước sướng sau thế mới giàu, thế nhưng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 chính là bản mệnh thể hiện rõ ràng và điển hình nhất cho việc có khổ trước sướng sau này, nhưng muộn phiền của Ất Tỵ là ở chỗ, cái sự sướng sau đó khá là hư vô và mờ mịt, và không chắc chắn 100%, còn cái sự khổ trước đó là mà bản mệnh tuổi Ất Tỵ dễ dàng chứng thực nó trong suốt những năm tháng thanh xuân đến tận thời điểm hiện giờ. Đường đời của người Ất Tỵ không hề dễ dàng như các bản mệnh khác. Đây là đường đời của việc nhiều thử thách, của sự lắm gian truân, của nhiều thăng trầm mỏi mệt, của những lúc tưởng thành công rồi lại thất bại thảm thương, tưởng sung sướng rồi lại khổ tới cùng cực, tưởng ổn thỏa rồi lại trắng tay, tưởng chi kỳ tâm giao, đầu tư tiền tình rồi lại hóa kẻ phụ bạc, mặc kệ công lao. Đây là bản mệnh mà lúc lên đỉnh vinh quang thì ngắn chẳng tày gang, mà khi vất vả ngược xuôi thì lại dài đằng đẵng. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm 2024 dưới đây, giới tử vi hé lộ rằng những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nếu hữu duyên biết được điều này sẽ may mắn như thỏi nam châm, hút tiền cực kỳ, phát tài, phát lộc, vạn sự thăng hoa, đường đời nở hoa, cuộc sống nhàn nhã, con cháu ba đời tiêu không hết tiền. Vậy, may mắn đó là gì? Thì trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ về vận trình tử vi chi tiết 6 tháng cuối năm của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Quý cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh, tài lộc của mình thì hãy để lại lá số tử vi gồm ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí ạ. Và không để quý cô bác anh chị phải đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng chú ý theo dõi để nắm bắt thời vận của mình nhé. Hé lộ bí mật chấn động về 4 điều đại kỵ, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 cần tuyệt đối chú ý để lội ngược dòng ngoạn mục, tiền bạc đổ về ầm ầm, giàu nứt két trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Đặc trưng phân biệt về người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Yếu tố thuộc nhóm lửa, hướng nam, đông nam, màu biển xanh, cực âm, đá quý, đá mắt mèo, số may mắn, ý nghĩa số 3, số thứ tự, thứ 6, mùa hè, tháng năm, đồng minh, người tuổi Sửu, người tuổi Dậu, kẻ thù, người tuổi Hợi, tương ứng với tử vi phương Tây, Kim Ngưu. Theo khoa học cổ đại, rắn là đại diện cho sự khôn ngoan và thường bí ẩn, là dấu hiệu thứ 6 trong tử vi chiêm tinh học phương Đông. Ở Việt Nam, rắn được cho là loài động vật rất nguy hiểm, nọc độc của nó là thứ vũ khí lợi hại, có thể giết chết một con người. Bởi vậy, người ta thường có quan niệm rằng không nên tin tưởng quá nhiều vào người tuổi Ất Tỵ. Rắn khiến con mồi mất cảnh giác bởi sự di chuyển nhẹ nhàng của mình. Nó nhanh chóng tiếp cận con mồi, khi thời cơ thích hợp đã đến, nọc độc sẽ là thứ vũ khí lợi hại để rắn tấn công và hạ gục đối thủ. Những người tuổi Tỵ khi hành động cũng rất cẩn thận, bình tĩnh, không bao giờ tỏ ra nóng vội, nao núng. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Ất Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại, học tích trữ dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống,
Họ có sở thích thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của người tuổi Tỵ vẫn là một điều bí ẩn ít ai có thể thấu hiểu. Tuổi Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm ỷ lại vào bất kỳ ai. Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa là những người thông minh, sắc sảo, có ý chí xây dựng sự nghiệp lớn lao. Họ suy nghĩ rất thực tế, có tầm nhìn xa trông rộng và óc phân tích, suy luận logic. Người này dễ đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực xã hội. Họ ham học hỏi và thích khám phá những điều vui vẻ thú vị. Đó là lý do tại sao tuổi Ất Tỵ ngay từ khi còn nhỏ đã hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa. Những người này yêu cuộc sống tự do, độc lập, họ không muốn bị bó buộc với bất kỳ mối quan hệ nào. Vì vậy, tuổi Ất Tỵ có xu hướng kết hôn khá muộn. Họ rất giỏi trong việc xoay chuyển tình thế dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sự thông minh, nhanh nhẹn của người tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa được đánh giá rất cao và họ dễ dàng trở thành những người đứng đầu, lãnh đạo tổ chức công việc. Trong con mắt của mọi người xung quanh, tuổi Ất Tỵ là những người vui vẻ, tốt bụng và thân thiện với mọi người. Họ coi trọng chữ tín và làm việc rất có trách nhiệm. Bởi vậy, người này luôn được bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Nhờ đó mà đạt được nhiều thành tựu lớn lao trong sự nghiệp, là người có quyền thế, địa vị cao trong xã hội. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 mang mệnh hỏa, 60 tuổi âm lịch, sẽ có một năm 2024 bình ổn, mọi sự thuận lợi và cuộc sống an nhàn hưởng phúc. Xem tứ trụ, Ất Tỵ sinh năm 1965, có thiên hỏa, địa hỏa là tốt, chủ về công việc đã có sự an bài và thành công thuận theo tự nhiên, gia đạo luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Sách vạn sự bất cầu nhân qua lịch năm Giáp Thìn 2024 của dịch giả Trần Đình Tuấn có viết về tử vi tuổi Tỵ năm 2024 như sau. Người tuổi Ất Tỵ trời sinh có trí tuệ hơn người, có khả năng xử sự, có dũng khí triệt để, nhưng lại ý thức quá mạnh về bản thân, không nghe theo ý kiến của người khác. Bước vào năm Giáp Thìn, người tuổi Ất Tỵ dễ phải đơn độc tác chiến, cho nên cần thủ thế đợi thời cơ, càng không nên làm việc sốc nổi hay quá tự đề cao bản thân. Năm Giáp Thìn người tuổi Ất Tỵ chịu sự chi phối của một số sao xấu, dễ hao tài tốn của, đề phòng hay mất của. Tuy nhiên, lá số tử vi cho thấy, người sinh năm 1965 có vận số tương đối tốt vào 6 tháng cuối năm Giáp Thìn, tài vận đẹp, quan hệ nhân tế mở rộng. Người sinh năm 1965 cũng được sự che chở của sao may mắn, cho nên tụ tài, tháng đẹp nhất với họ là tháng 7, tháng 8 và tháng 9 âm lịch, tháng đặc biệt cẩn thận là tháng 6 và tháng 12 âm lịch. Nói tóm lại, nửa cuối năm Giáp Thìn, người tuổi Ất Tỵ gặp nhiều thay đổi lớn, có đủ cả thành công và khó khăn. Người tuổi Ất Tỵ nên nhìn năm Giáp Thìn một cách bình thản. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này, thì chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu có khó ai sánh bằng trong năm 2024 này. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối năm 2024, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Theo phân tích của các thầy tử vi, thì nửa cuối năm Giáp Thìn sẽ đưa đến cho tuổi Ất Tỵ nhiều lợi nhuận kinh doanh và tinh thần vui vẻ để tận hưởng cuộc sống, dòng tiền của tín chủ được cân bằng. Nhờ các khoản chi tăng tiến, bạn sẽ gặp gỡ những người mới và họ sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội, giúp mọi thứ trong cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Trong 6 tháng cuối năm nay, cuộc sống của bạn sẽ có một sự thay đổi lớn, những điều mới thu hút trí tò mò và sự quan tâm của bạn sẽ nảy ra. Với sự giúp đỡ của những người khác, bạn sẽ khám phá chúng một cách đầy đủ nhất, không có gì kìm hãm được bạn. Bởi vì bạn quyết tâm thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc đời chính mình và bạn sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên về khả năng ấn tượng của bạn. Vận niên của Ất Tỵ trong năm 2024 này là hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm,
có nhiều phiền muộn, lo âu, con cái trong nhà nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ nửa cuối năm nay sẽ có rất nhiều dự án công việc mới bận rộn, bạn nên sắp xếp dành nhiều thời gian quan tâm hơn đến gia đình. Nỗ lực làm việc của bạn cuối cùng sẽ được đền đáp và cuộc sống của bạn sẽ có những thay đổi tích cực. Tình cảm vợ chồng bền chặt, con cái ngoan ngoãn sẽ là nguồn động lực tinh thần giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống. Với tuổi Ất Tỵ, đây là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ những người bạn tâm giao, bắt đầu một mối quan hệ mới mà họ có nhiều điều để học hỏi. 6 tháng cuối năm này còn là một giai đoạn quan trọng đối với người đã lập gia đình, khi bạn có thể xây dựng mở rộng hoặc hiện đại hóa không gian sống, chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn. Môi trường nghề nghiệp của bạn cũng sẽ được cải thiện đáng kể bắt đầu từ tháng 9, liên quan tới các hoạt động tập thể, tổ chức hoặc dự án quy tụ nhiều người hơn với mục tiêu chung. Tuy nhiên, cần đề phòng những cạm bẫy trong các hoạt động bình thường hàng ngày, đừng coi mọi thứ là điều hiển nhiên, mặc dù tình huống có vẻ bình thường, dối lừa. Toan tính có thể làm tổn hại bạn khi kẻ thù xuất hiện âm thầm sau lưng, bước đi thận trọng và cố gắng, không mất bình tĩnh, hãy suy nghĩ kỹ và tránh đưa ra quyết định vội vàng. Về sự nghiệp, công danh. Dự báo tử vi tuổi Ất Tỵ 6 tháng cuối năm 2024 cho biết, đây là thời gian rất tốt đẹp để bạn thực hiện những ý tưởng mở rộng kinh doanh đang ấp ủ bấy lâu. Nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh soi chiếu có lợi cho bản mệnh, những việc liên quan đến sự nghiệp kinh doanh của bạn sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, bạn nên đi theo hướng đầu tư vào những gì bạn quan tâm và có hiểu biết, không nên chạy theo đám đông hay tham gia đầu tư quá rủi ro mạo hiểm. Hơn nữa, ở độ tuổi này Ất Tỵ đã có rất nhiều kinh nghiệm trên thương trường, phát huy tốt năng lực trong năm sao cát chiếu mệnh, Ất Tỵ sẽ ghi nhận những thành quả trên cả tuyệt vời, công thành danh toại. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm nay, công việc của bạn có thể gặp phải sự cạnh tranh từ một số đồng nghiệp, vì thế cuối năm 2024, người tuổi Ất Tỵ nên cố gắng làm việc chăm chỉ, dĩ hòa vi quý và không kết giao cùng những người không uy tín để không bị ảnh hưởng đến danh tiếng của mình tại nơi làm việc. 6 tháng cuối năm Giáp Thìn là giai đoạn thử thách sự kiên cường và khả năng đương đầu với thử thách của tuổi Ất Tỵ. Do đó sẽ tốt hơn nếu bạn thể hiện những kỹ năng và giá trị đã đạt được, kiên trì trau dồi tài năng giúp bạn tiến bộ rõ rệt. 6 tháng cuối năm 2024 sẽ đem đến nhiều cơ hội mới cho cuộc sống của người tuổi Ất Tỵ và bạn cần phải sử dụng chúng một cách hiệu quả nếu muốn xuất hành. Thu hút nhiều cát khí may mắn, bạn có thể xem ngày xuất hành và lựa chọn màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh để tạo ra một trường năng lượng tích cực. Màu sắc may mắn dành cho tuổi Ất Tỵ trong năm 2024 là đen, xanh lục và hồng. Con số may mắn đối với tuổi Ất Tỵ là 3, 7 và 8. Ngoài ra, bạn có thể phục vụ người khác bằng cách chăm chỉ làm những việc tốt nhỏ để giúp thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn. Bắt đầu tạo ra hạnh phúc cho người khác cũng là tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình và may mắn sẽ tiếp tục chảy đến trong cuộc sống của bạn. Về phương diện tài lộc, tài chính của người tuổi Ất Tỵ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cát khí của thiên tài. Thứ tài trong 6 tháng cuối năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuổi Ất Tỵ cuối năm 2024 có nhiều cơ hội gia tăng khoản thu nhập nhờ công việc gặp nhiều may mắn thuận lợi. Hơn nữa, người tuổi Ất Tỵ là người giỏi giang trong quản lý chi tiêu, quý mệnh chủ luôn để dành cho mình khoản tiền tiết kiệm lớn, phòng khi cần thiết. Năm 2024 dự đoán sẽ là một năm sung túc đủ đầy với bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Tuy nhiên, nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm đấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Và để đạt được sự ổn định về tài chính 6 tháng cuối năm nay, tuổi Ất Tỵ sẽ phải học cách tiêu tiền vào những thứ quan trọng nhất và cần thiết nhất. Bạn không nên lãng phí tiền bạc vào những thứ vô bổ, luôn giữ tinh thần tiết kiệm và tích lũy. Bên cạnh đó, tìm cơ hội đầu tư tài chính của bạn vào những tài sản có giá trị cao cũng là cách hữu hiệu để bạn không ngừng gia tăng khối tài sản của mình. Về sức khỏe, tử vi 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Ất Tỵ khuyên rằng bạn không nên chỉ lo lắng cho sức khỏe của người thân mà quên đi bản thân mình. Tại thời điểm cuối năm nay, bạn cần phải đặt bản thân lên hàng đầu và quan tâm đến sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của mình. Đặc biệt, bạn nên giữ tâm lý thoải mái, bình an và vui vẻ trước mọi vấn đề của cuộc sống. Hãy tránh xa những tình huống căng thẳng gây mệt mỏi, luôn dành cho mình thời gian để thư giãn và thiền định.
sẽ giúp nội tâm của bạn không bị phiền nhiễu bởi bên ngoài. Về tình duyên, gia đạo. Người tuổi Ất Tỵ 6 tháng cuối năm 2024 cho thấy hầu hết các cặp đôi sẽ kết hôn trong năm nay. Đây là thời điểm ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Sau một thời gian dài hẹn hò, người độc thân sẽ tìm thấy tình yêu đích thực và gắn kết mối quan hệ bền chặt với nửa kia, dù họ có thuộc hoàn cảnh sống, nền văn hóa và sắc tộc khác nhau. Nửa cuối năm nay bạn sẽ cần dành nhiều thời gian hơn cho tình yêu hôn nhân của mình. Hãy cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chăm sóc đến người đặc biệt cần bạn quan tâm, cuộc sống của bạn sẽ diễn ra tốt đẹp hơn và bạn có thể suy nghĩ kỹ trước khi lên kế hoạch sinh con trong năm này. Tổ chức các cuộc họp gia đình, cùng nhau chia sẻ các kế hoạch sẽ giúp không khí luôn hòa thuận, thống nhất và mọi người cùng giúp đỡ nhau giải quyết các vấn đề. Bên cạnh đó, nên tránh xa những người có xu hướng tự ái để không bị hiểu nhầm, thị phi không đáng có. Một số mối quan hệ không tốt có thể sẽ kết thúc vào cuối năm nay, nhưng đó là điều nên xảy ra. Điều tốt nhất bạn nên làm cho mình là giữ sự thoải mái, an yên, điềm tĩnh của bản thân trong mọi tình huống. Những người bạn trung thành, đáng tin cậy mới thực sự khiến bạn quan tâm và dành thời gian cho họ. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Ất Tỵ 1965 trong 6 tháng cuối năm 2024. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 tháng 6 âm lịch. Trong tháng này, bản mệnh tuổi Ất Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, cục diện tử vi bất phân hung cát, nên công việc cũng có tốt xấu đan xen, mặt tốt là có sự đổi mới hoặc mở rộng chuyện làm ăn. Người làm công ăn lương được chính quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy, cũng như phong thái làm việc, người kinh doanh buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do chính tài cát thần tương trợ, song hành với đó là một vài sự hạn chế, cục diện hung vận làm chủ với biểu trưng là những khó khăn thách thức. Sự cản trở từ mâu thuẫn thị phi khiến đương số khó mà hành sự thuận lợi ngay từ ban đầu. Mọi thứ đến với bạn không hề dễ dàng mà phải trải qua sự thử thách, tốn bao mồ hôi công sức. Trong tháng Ất Tỵ cần thận trọng khi hùn hạp làm ăn cùng người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng hao tổn cả danh dự và tiền bạc. Tháng có chính tài chiếu mệnh, người tuổi Ất Tỵ không quá lo lắng về tiền bạc, thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận. Có điều tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu với việc phụ trợ hoặc đầu tư ngang tay, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên thận trọng cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả, nhưng chỉ đủ tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày không dư giả nhiều, nửa cuối tháng có dấu hiệu tăng lương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa có sự đột phá. Kinh doanh buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm, nhất là những ngành nghề liên quan đến thực phẩm và dịch vụ, cần hết sức lưu ý cục diện hung vận xuyên suốt tháng 6 âm lịch. Làm gì đương sự cũng cần suy tính cẩn trọng tránh chủ quan khinh suất, mà tiền vừa vào túi chưa nóng đã vội bay đi, nói đơn giản hơn là có tiền mà không biết giữ. Về mối quan hệ tình cảm và gia đạo của tín chủ cũng sẽ có nhiều cải thiện và tiến triển. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch có nhiều sát khí vây quanh, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi Ất Tỵ cũng không nên quá lo lắng. Về tiền bạc sẽ có nhiều may mắn trong tháng này, đến từ các cơ hội làm ăn hợp, tác kinh doanh, mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ. Nhất là khi có thực thần chiếu mệnh, đường kinh doanh của những chú rắn khá vượng phát, các mối làm ăn đều thuận lợi, thậm chí có người còn được hưởng lộc trời ban. Quý nhân dẫn dắt nên túi tiền càng thêm rủng rỉnh, khoản tích lũy tăng dần cho những dự định quan trọng trong tương lai. Nhưng ngay từ đầu tháng, bạn vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước dẫn tới phá tài. Thứ tài tuy thăng tiến, nhưng làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, tham lam khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Một số người tuy chưa thấy lợi nhuận về ngay cho thời gian này, nhưng đã nhìn thấy những tín hiệu tích cực đáng để mong chờ trước mắt. Còn những ai trước đây gặp khó khăn về tài chính cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ một số người có kinh nghiệm. Nhờ đó, đầu tư dễ có lợi nhuận, công việc thuận lợi cũng mang lại cho bạn thu nhập đáng kể để trang trải những khoản nợ của mình. Hết sức lưu ý, tháng cô hồn này bạn cũng nên hạn chế tiến hành những việc lớn như động thổ, mua nhà cửa, xe cộ, tích trữ vàng để tránh gặp phải xui xẻo. Người tuổi Ất Tỵ bước vào tháng Canh Thân, được hưởng cát khí từ cục diện tỵ, thân, nhị hợp nên vận trình sự nghiệp có nhiều bước phát triển thuận lợi, công việc được lãnh đạo trọng dụng. Bạn nên tranh thủ trong tháng này mà phát huy khả năng bản thân, cơ hội nhận nhiều ưu đãi sẽ giúp bạn thăng tiến, cải thiện chất lượng nhiều mặt của cuộc sống. Số dự án bị trì trệ hoặc gặp trục trặc trước đó cũng được khơi thông ở thời điểm này, bản mệnh hoàn toàn có thể kê cao gối ngủ khi mọi việc đều nằm trong tầm tay của mình.
Có điều tuổi Ất Tỵ khá tham vọng, muốn ôm đồm nhiều việc cùng lúc, nên đôi khi vẫn cảm thấy áp lực và chưa thực sự hài lòng với những gì mình đạt được. Khi đó, bạn sẽ để cho ngọn lửa tham vọng dẫn dắt bản thân hành động mạnh mẽ hơn nữa, kéo theo mức độ cạnh tranh cũng ngày càng cao hơn. Trong Cát Tàng Hung, công việc tốt đẹp nhưng cũng khó tránh áp lực từ đồng nghiệp, lãnh đạo hay từ chính bản thân bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không vì chút trở ngại mà chùn bước, thì kết quả tháng này vẫn khá hứa hẹn, mọi sự nỗ lực của bạn rồi sẽ tiến triển tốt và nhiều thu hoạch. Điều duy nhất khiến bạn phiền lòng trong tháng này có lẽ đến từ sức khỏe của bản thân, nguyệt lệnh đi vào đất bệnh. Thể trạng của con giáp này khó mà tốt được, có thể là bệnh cũ tái phát hoặc bệnh vặt, nhưng không điều trị dứt điểm khiến bản mệnh lao đao một phen. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 tháng 8 âm lịch. Dường như tháng 8 âm lịch là khoảng thời gian tốt để bạn thu lại được kết quả từ những nỗ lực của bản thân. Sự nghiệp dần bước vào trạng thái ổn định, không có nhiều đột phá, nhưng cũng không gặp phải những bất lợi hay khó khăn. Đây là giai đoạn bình ổn, Ất Tỵ nên tập trung vào việc duy trì phong độ ổn định. Không nên nóng vội, đứng núi này trông núi nọ, tránh để mất cả chì lẫn chài. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành những việc quan trọng, tỷ lệ thành công cao. Tuổi Ất Tỵ có quý nhân tam hợp nâng đỡ, một vài trở ngại khó khăn trong công việc dần được tháo gỡ, thậm chí một vài việc trước đó bị tồn đọng, nay sẽ được khơi thông hứa hẹn kết quả bất ngờ. Vận quý nhân vượng tạo điều kiện cho tuổi Ất Tỵ có thể triển khai nhiều việc cùng lúc, nhân lúc còn trẻ hãy làm mọi thứ bạn mong muốn. Cứ mãi lần nữa thì thành công bao giờ mới tới. Có điều tuổi Ất Tỵ lưu ý, tháng này nguyệt lệnh lâm đất tử, vận khí chưa thực sự ổn định. Trong Cát Tàng Hung, mưu sự tỉ mỉ chu đáo, hành sự thận trọng để tránh sai lầm đáng tiếc khiến tiền đồ lao dốc. Tài vận của tuổi Ất Tỵ trong tháng 8 theo âm lịch cũng chuyển biến tích cực. Cả hai nguồn thu nhập chính tài và thứ tài đều tăng nhẹ, tuy nhiên chưa thực sự ổn định, vẫn cần chi tiêu tiết kiệm tránh lãng phí. Trong đầu tư hợp tác làm ăn, tuổi Ất Tỵ vẫn phải đề cao cảnh giác. Không nên tin tưởng người khác thái quá, kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang. Tháng không có tài tinh cao chiếu, trong việc vay mượn tiền bạc tuổi Ất Tỵ cũng phải hết sức tỉnh táo. Dù là bạn cho người khác vay tiền hay đi vay vốn làm ăn, bạn cần tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin, đừng để bị rơi vào bẫy của kẻ xấu. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đầu tháng được lộc trời ban, bản mệnh kiếm được không ít tiền của bỏ túi, nên tiếp tục quay vòng đồng tiền, đừng để tiền chết sẽ khó sinh lời. Về phương diện sức khỏe, chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đề phòng bị ngộ độc thực phẩm cấp tính, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và chú ý dưỡng sinh mùa thu. Phương diện tình cảm, người tuổi Ất Tỵ cần đề phòng đào hoa dữ, gây ra những rắc rối trong quan hệ yêu đương nam nữ, có thể khiến bản mệnh rơi vào tình tay ba ngang trái. Người độc thân, được tam hợp quý nhân mang tới nhân duyên tốt lành, nên mở lòng đón nhận tình cảm mới. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 tháng 9 âm lịch. Các mối quan hệ của Ất Tỵ dường như đang có nhiều rắc rối, có lẽ bạn cần dành thời gian để sắp xếp lại chúng. Bạn nên loại bỏ các mối quan hệ tiêu cực, gây ảnh hưởng đến tinh thần, để giữ cho bản thân sự tích cực trong cuộc sống. Sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ có những bước phát triển rõ rệt trong tháng này, một phần lớn là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng, nỗ lực khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Lâm quan giúp con giáp giàu kinh nghiệm này luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc. Và thái độ đó khiến bạn chẳng hề ngại ngần trước khó khăn. Bạn biết rằng khó khăn chính là thời cơ tốt để mình rèn luyện bản thân, cũng như khẳng định vị thế của mình. Vì vậy, trong khi mọi người có xu hướng trốn tránh khi được giao trọng trách, thì bạn lại sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ. Sự năng nổ hoạt bát cũng giúp ích rất lớn trong việc mở rộng các mối quan hệ. Bạn nhận thấy rằng tinh thần đoàn kết sẽ giúp tập thể phát triển vững mạnh, đồng thời cũng giúp mình có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Thiên vu cát tinh là dấu hiệu tích cực trên con đường thăng quan tiến chức của bạn. Chỉ cần không ngừng cố gắng phấn đấu, bạn sẽ đạt được cái đích mà mình đã đặt ra, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo, tự tạo cơ hội để thăng tiến. Nguyệt lệnh lâm quan cũng mang lại nhiều may mắn cho người tuổi Ất Tỵ trên con đường tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của bản thân. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, gây ấn tượng với cấp trên nên rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng. Thậm chí là được thăng chức tăng lương, khiến đời sống gia đình được cải thiện hơn trước ít nhiều. Nếu là người làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái, tin rằng với sự cần cù chăm chỉ của mình, bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình. Người làm ăn kinh doanh có tư duy khá độc lập và kiên định trong khoảng thời gian này. Bạn luôn tự chủ trong việc đưa ra quyết định và thường không phụ thuộc vào bất cứ ai. Nếu kết hợp được cả hai mặt vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe, thì bạn sẽ chạm tay vào những cơ hội triển vọng.
giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Có điều, người tuổi này cũng cần phải chú ý đến tác động của tiểu hao đối với tình hình tài chính của mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 tháng 10 âm lịch. Vận mệnh tuổi Ất Tỵ tháng 10 được dự đoán không mấy khả quan khi liên tục gặp những điều chẳng may trong cuộc sống. Tháng 10 của tuổi Ất Tỵ gặp nhiều thăng trầm trong quá trình mưu sự, dù cũng có sự giúp đỡ từ quý nhân, song vẫn chưa đủ để bạn có thể giành được điều mình muốn. Công việc có dấu hiệu trì trệ, cần dành thời gian để sắp xếp và hệ thống lại. Tốt hơn hết nên thay đổi cách thức làm việc. Mà làm được điều đó, trước tiên bạn hãy thay đổi thái độ và lối tư duy của mình. Tài vận cũng có dấu hiệu giảm sút, chi tiêu mất cân đối, lúc hoang phí khi lại phải thắt lưng buộc bụng. Nếu không nhanh chóng thay đổi lại cách chi tiêu tùy hứng như vậy, thì sớm muộn gì bạn cũng nợ nần chồng chất. Kinh doanh buôn bán trong tháng kém sắc, nên chú ý đẩy mạnh về chất lượng hơn là chỉ chạy theo số lượng. Tháng này, cần lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình. Về bản thân bạn cũng nên chú ý ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực thì sức khỏe sẽ đảm bảo. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 tháng 11 âm lịch. Có lẽ Ất Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực và khối lượng công việc tăng lên khá nhiều trong tháng 11 này. Bạn nên nghỉ ngơi hợp lý, tránh để mệt mỏi tinh thần ảnh hưởng đến thể chất. Những thử thách trước mắt là cơ hội để bạn tôi rèn ý chí. Một khi vượt qua được, bạn sẽ cảm thấy bản thân học hỏi và tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức bổ ích. Môi trường làm việc công sở sẽ mang đến không ít căng thẳng cho người tuổi Ất Tỵ trong tháng này. Có những việc không như ý xảy ra và mọi người đổ lỗi cho nhau vì lo sợ trách nhiệm. Nếu bạn không thành thật sẽ nhận về sự thất vọng. Bạn nên tránh những xung đột ngay từ đầu, đừng để mọi việc đi quá xa, nhất là không nên tranh cãi với cấp trên. Họ luôn có chút áp đặt, nhưng bạn đừng tỏ ra cố chấp và cứng đầu. Vào lúc này không phải là thời điểm phù hợp. Nếu là sai sót của mình, thì khi nhận ra lỗi bạn nhớ xin lỗi, đừng im lặng cho qua vì sẽ có người ghi nhớ điều này và đánh giá bạn không được tốt đấy bản mệnh nhé. Tình hình tài chính của bản mệnh tháng 11 năm 2024 âm lịch được xem là ổn định, không có quá nhiều biến động, nhưng xem ra bạn không thực sự hài lòng với kết quả ở hiện tại. Bạn có biết mình thuộc con giáp vừa thông minh, vừa khiêm tốn khiến ai ai cũng nể phục. Nhiều người tuổi Ất Tỵ không khỏi phân vân thắc mắc vì sao tình hình tài chính của mình không thể khá lên được, dù bạn khá chăm chỉ và luôn cố gắng nắm bắt được những cơ hội tới với mình. Muốn có kết quả khác đi, bạn nhất định phải thay đổi. Không nên tập trung vào số lượng, mà nên tập trung vào chất lượng. Tuy thay đổi ít, nhưng đó là nền tảng tốt và cần thiết cho những chuyển biến mạnh hơn về sau này. Ngoài ra, bạn cần phải học cách nâng cao chất lượng cuộc sống, từ việc nhỏ như cách nhìn nhận đánh giá vấn đề cho tới hành động. Có thể bạn thấy đó là việc nhỏ, nhưng nó rất cần thiết đấy. Tình cảm có thăng có trầm, nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, nhất là những vấn đề trong quá khứ, khiến bạn có lúc cảm thấy hoài nghi về chính mình. Về mặt sức khỏe, chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến cột sống, xương khớp, hạn chế vận động quá mạnh, kẻo lợi bất cập hại. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 tháng 12 âm lịch. Đi dần về cuối năm, vận mệnh tuổi Ất Tỵ có thách thức, nhưng đồng hành cùng đó lại chính là cơ hội, tổng thể khá tốt, bạn không cần bận tâm quá nhiều. Công việc phát triển có khởi sắc trông thấy, bản mệnh lâm tượng tam hợp, công việc dù khá nhiều áp lực nhưng được hỗ trợ từ cả cấp trên và cấp dưới, nên đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thậm chí còn được khen thưởng bất ngờ, tinh thần làm việc hăng say, mang tới cho những chú rắn nhiều thành quả tốt đẹp trong tháng này. Khả năng bạn sẽ phải tăng ca mang việc về nhà làm, tuy nhiên, tâm trạng khá thoải mái, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không lo bị thua thiệt. Với người kinh doanh buôn bán, đây là tháng tất bật nhiều đơn hàng tới tấp. Cảm giác việc không lúc nào hết, việc nọ nối tiếp việc kia, yên tâm cuối tháng sẽ được đền bù xứng đáng bằng vật chất. Sang tháng Đinh Sửu, tài vận của tuổi Ất Tỵ hanh thông bất ngờ, mặc dù áp lực cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Theo Minh Đường Tử Vi, sự xuất hiện của thương quan còn mang tới những cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Việc đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời, nhìn chung, các nguồn thu trong tháng đều tăng, tiền túi rủng rỉnh, tiêu pha khá thoải mái. Người làm công ăn lương không những nhận được khoản tiền lương xứng đáng mà còn có thêm tiền thưởng Tết, tiền hoa hồng, các khoản tặng thưởng, quà tặng vân vân, nâng tổng mức thu nhập lên gấp nhiều lần so với bình thường. Có điều, tháng cuối năm nên cần chi tiêu nhiều tiền bạc, cần cân đối tài chính ngay từ đầu tháng, tránh bị thâm hụt vào những khoản không đâu, mua sắm nên tiết chế cái gì cần hãy mua, chưa cần thiết thì đừng lãng phí. Tháng mà Ất Thổ lâm đất mộc dục ở Tỵ, báo hiệu tình cảm tiến triển thuận lợi, vận đào hoa vượng, có lợi cho người độc thân tìm kiếm nửa kia cho mình. Các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, có thể tính chuyện hôn nhân đại sự ngay trong tháng hoặc sang đầu năm mới.
Về phương diện sức khỏe, tuổi Ất Tỵ không phải quá lo lắng, bản mệnh thể trạng tốt, ít bệnh tật nghiêm trọng, ốm đau cũng nhanh khỏi. Có điều tháng có lộc ăn uống, chú ý một số vấn đề về da, nhiệt miệng, nóng trong do tiệc tùng rượu bia quá nhiều. Lời nhắc mệnh dành cho tín chủ trong 6 tháng cuối năm 2024. Đời người Ất Tỵ có 4 thứ tránh được thì vận khí càng tốt. Cổ ngữ có câu, quả ngôn dưỡng khí, quả sự dưỡng thần, quả tu dưỡng tinh, quả dục dưỡng tính. Quả ở đây mang ý nghĩa là ít, thể hiện sự tiết chế của con người trong 4 điều. Làm tốt được 4 điều này, vận khí càng tốt, nhân sinh càng bớt phiền nhiễu. 1. Quả ngôn dưỡng khí. Một triết gia phương Tây từng nói, kiểm soát được cái miệng của mình là mỹ đức bậc nhất mà nhân loại cần phải học được. Còn người phương Đông thì cho rằng, một người dù mệnh tốt mà cái miệng không tốt thì phúc đức và phú quý đều bị hao tổn hết bởi khẩu nghiệp. Có câu rằng, khẩu nãi tâm môn, miệng là cánh cửa của tâm hồn, người có tu dưỡng trong tâm thường biết nghĩ đến người khác, nên sẽ cẩn thận lời ăn tiếng nói của bản thân. Đây cũng chính là cách người xưa bảo vệ phúc khí. Lão Tử từng nói, chi giả bất ngôn, ngôn giả bất chi. Người biết thì không nói, người nói thì không biết. Người thông minh sẽ nói những gì nên nói. Lời nói của họ tuy ít, nhưng ý nghĩa họ biết rõ lời mình nói là đại biểu cho sự tu dưỡng và trí tuệ. Cho nên mỗi câu đều cân nhắc, lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo. Quả ngôn chính là phong thái chung của người Ất Tỵ, thông minh và trí tuệ. 2. Quả sự dưỡng thần. Quản Tử nói, quả sự thành công, vị chi chi dụng, ý rằng làm ít việc mà thành công thì gọi là biết dùng tài của mình. Người bình thường tập trung tinh thần để làm tốt một việc đã khó. Bởi vậy, làm việc cần làm đúng lúc đúng nơi, tránh hao công tốn sức mà không đạt kết quả gì. Từ xưa đến nay, vô luận là bậc hiền nhân hay là nông phu, khi làm việc đều cần phải dụng tâm chuyên nhất mới mong có được thành công. Người ôm chí lớn lại càng phải dụng tâm chuyên nhất, một lòng một dạ kiên trì với mục tiêu của mình. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng là như thế. Bất kể là một công việc gì dù lớn hay nhỏ thì đều cần dụng tâm chuyên nhất, tập trung chăm chỉ kiên nhẫn làm thì mới mong có được thành công. Rất nhiều người chuyện gì cũng làm, nhưng mọi chuyện đều làm không tốt, vì thiếu cái tâm chuyên nhất, cuối cùng chỉ khiến cho thể xác tinh thần của bản thân mình mệt mỏi. Người thực sự có trí tuệ, biết nặng, biết nhẹ, sẽ chuyên tâm vào sự tình phải làm, kết quả là có thể làm tốt sự tình ấy, tự nhiên vận khí cũng theo đó mà tới. 3. Quả tu dưỡng tinh. Trong Liệt Tử Thiên Thụy có ghi chép điển cố, Kỷ Nhân Ưu Thiên, tương truyền rằng, ở nước Kỷ, có một người suốt ngày lo sợ trời sẽ sụp, đất sẽ lở, như thế anh ta sẽ không có chỗ để sinh tồn. Nên lúc nào cũng bất an, u sầu, bỏ cả ăn ngủ. Về sau, có người hiểu chuyện đến giải thích với anh ta hiểu ra mới hết lo âu. Sau này, câu Kỷ Nhân Ưu Thiên đã trở thành thành ngữ, dùng để chỉ những ai lo lắng việc không đâu, buồn lo vô cớ, tự làm khổ cho bản thân. Có lẽ không ít người nhìn vào trường hợp này sẽ cảm thấy thật nực cười, nhưng hãy thử nghĩ lại một chút. Có bao nhiêu người trong chúng ta là không giống như kiểu người nói trên, nếu như bản thân ngồi một chỗ nhắm mắt, tĩnh tĩnh không động chút suy nghĩ, hỏi mấy ai làm được, chuyện gia đình, chuyện con cái, chuyện công việc, chuyện đang ấp ủ, tất cả đều sẽ nổi lên. Thế giới hiện đại phồn hoa quá mức, lại càng có bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cám dỗ, có thể hút đi tinh lực của con người, làm tốt việc trước mắt. Sống trong hiện tại, vứt bỏ những suy nghĩ không đâu thì phiền não tự tiêu tan, nghĩ quá nhiều sẽ rước thêm phiền não, chính là làm bản thân thêm mệt mỏi ưu phiền. 4. Quả dục dưỡng tính. Quả dục không phải là sống cuộc sống thiếu thốn về vật chất, mà là giữ cho tâm không tham, giữ cho lòng thanh tịnh. Bậc thánh giả hiền nhân, các hoàng đế đức độ trong lịch sử, dù có tài sản và quyền uy, nhưng vẫn có thể sống thanh tâm quả dục, giữ tâm thanh sạch, ít dục vọng là cách tu dưỡng tâm tính, bởi vì người quả dục sẽ không bị vật chất chế ngự hay lôi cuốn mà đánh mất đi chân tâm của mình. Từ lịch sử nhân loại mà xét, trong xã hội phương Đông và phương Tây, dù ở giai tầng nào thì người quả dục cũng đều là những người đáng quý nhất, được nhiều người kính trọng và tín nhiệm nhất. Ngược lại, người ham muốn danh lợi mạnh mẽ, luôn tranh đấu sẽ sống mệt mỏi, lại còn gây hoạn loạn trong xã hội. Xưa nay, người nghèo nhờ quả dục mà an khang, người phú quý nhờ quả dục mà bình an, hưởng thọ lâu dài. Một người chỉ giữ tâm trong sạch, giảm bớt ham muốn trong từng suy nghĩ mới có thể đạt được thân tâm khỏe mạnh. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý khán giả có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.